ngày 5/1/2020 nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, ngày tu học thứ tư cũng là ngày cuối cùng của khóa tu học kỳ Bụt Nhí lần 5 tại chùa Khánh Vân, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Bước sang ngày tu học thứ tư, ngay từ sáng sớm, các khóa sinh được quý sư thầy, sư cô hướng dẫn tụng kinh Vu Lan để khắc ghi công ơn sinh thành dưỡng dục thiêng liêng của hai đấng sinh thành. Sau đó, các em được học và thực hành các bài tập thể dục từ cơ bản đến nâng cao, giúp cho các em cảm thấy sảng khoái, vui tươi hơn, giảm căng thẳng mệt mỏi và tăng tính linh hoạt, từ đó giúp các em phát triển hơn trong cuộc sống và học tập. Tiếp theo là các tiết mục thi Next Top Model năm 2020 với nhiều mẫu trang phục ngộ nghĩnh được các em thiết kế cùng với sự hỗ trợ của anh chị huynh trưởng. Các bộ trang phục đều được sử dụng nhiều vật dụng như bao bì giấy, túi ni lông với nhiều thông điệp. Chúng ta nên quan tâm nhau hơn thay vì đắm chìm vào công nghệ. Kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường vì một thế hệ con em mai sau. Đúng 10:30 sáng, ban tổ chức đã trang nghiêm tổ chức lễ bế mạc khóa tu học kỳ Bụt Nhí lần 5 năm 2020 với sự chứng minh của Đại Đức Thích Quảng Nghĩa, trụ trì chùa Khánh Vân, trưởng ban tổ chức cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và 300 em khóa sinh đồng tham dự. Tại buổi lễ, đại diện cho các khóa sinh, bạn Phương Anh đã phát biểu cảm nghĩ của mình sau những ngày tu tập vừa qua. Thay mặt chư Tôn Đức trong ban tổ chức, Đại Đức Thích Quảng Nghĩa có đôi lời chia sẻ với các khóa sinh, mong muốn các bạn sẽ vận dụng những gì đã học từ khóa tu để làm hành trang vào đời cho chính mình. Hãy luôn học hỏi và vận dụng để những kiến thức mình học được không bị phai mờ. Chỉ còn một ít giờ nữa thôi là chúng ta sẽ chia tay nhau, sẽ trở về và chưa biết là khi nào chúng ta sẽ gặp lại. Bởi vì khi trở về rồi thì thầy cũng phải đi công việc và các con cũng tiếp tục tập trung vào việc học tập. Và thầy cũng mong rằng sau 4 ngày các con sinh hoạt ở đây, chúng ta được học hỏi giáo lý, được học hỏi kỹ năng sống, kinh nghiệm sống, mà tất cả những gì cần nói bạn Phương Anh đã thay cho tất cả các bạn nói lên những điều ấy rồi. Thầy chỉ hy vọng rằng chúng ta khi mà trở về nhà ấy, giống như là một cái bình nước, nếu như chúng ta đun sôi lên xong rồi mình lại để không cắm điện thì cái bình nước ấy nó có nóng nữa không? Không. Cho nên chúng ta làm sao mà phải như một cái ấm nước lúc nào cũng sôi, lúc nào cũng nóng, đừng để nó nguội lạnh. Để một chúng ta chỉ để vài tiếng thôi là cái ấm nước ấy nó đã nguội rồi, chứ đừng nói rằng chúng ta để đến tận sang năm sau nữa thì liệu ấm nước ấy nó đóng băng rồi chăng. Nên thầy hy vọng rằng sau khóa tu này, tất cả những gì mà chúng ta học được, những gì mà chúng ta sống ở trong cái không gian này, trong cái môi trường này, những cái cung bậc cảm xúc, chúng ta hãy giữ gìn nó, hãy phát huy nó, hãy làm cho nó phát triển mạnh lên, thì chúng ta mới thực sự là những người Bụt Nhí, là những người con Phật, là những người xứng đáng mà quý thầy quý cô dành trọn vẹn 4 ngày để trao tặng cho tất cả các con. Các con có làm được không? Trước khi buổi lễ kết thúc, ban tổ chức đã trao quà cho những đội có thành tích tốt trong những ngày vừa qua, đồng thời cũng trao giấy khen cho những bạn đã tham gia khóa tu từ năm 2018 đến nay. Cuối cùng, các em khóa sinh dành tặng những vũ điệu múa mà mình học được trong những ngày qua để dâng lên cúng dường chư Tôn Đức. Buổi lễ kết thúc hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của quý thầy cùng các em khóa sinh.